Bùi Dẫn ta hôm nay gan lớn bằng trời, còn tự mình chủ động dồn Hoắc Thời Độ dựa vào tường. Nhưng mà Hoắc Thời Độ lại thấy vui, anh khẽ nở một nụ cười, chủ động nắm lấy cổ tay Bùi Doãn ca, nam nhân bỗng nhiên xoay cả người cô đặt ở trên tường, cả người cô nằm gọn trong vòng tay anh. Điều này khiến Bùi Doãn ca sửng sốt một chút, cũng không đợi cô hoàn hồn, nam nhân liền một tay ôm lấy bờ eo của cô. Nửa cúi đầu môi anh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo sự thăm dò, chờ đợi. Bùi Doãn ca cả người đều run lên một hồi, suy nghĩ lập tức trống không, phảng phất giống như bị điện giật. Vừa mới, Hoắc Thời Độ là hôn cô sao? Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Cô vô cùng bất ngờ, những chuyện thế này chưa hề nghĩ đến, vội vàng mở cửa không quay đầu nhìn lại, chạy khỏi nơi đó. Rõ ràng hành động này tới rất đột ngột, nhưng mà Bùi Doãn ca không có chán ghét sự gần gũi này của anh ấy. Vẫn còn đang suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, đột nhiên có tiếng người gọi cô, Bùi gia, cô làm sao vậy? Tự nhiên mặt đỏ hồng lên vậy, cô hỏi lại anh có chuyện gì vậy? Anh ta đem chương trình biểu diễn tiếp theo đưa cho Bùi Doãn ca, MC chính là cô. Nhìn thấy Bùi Doãn ca ra sân khấu cùng nam MC, trên tay anh đang cầm các câu hỏi dành cho Doãn ca, dưới khán đài Tần Ngộ phát giác có điều không đúng. Rõ ràng trước đó trong nội dung chương trình không có phân cảnh này, anh lên tiếng nói với Hoắc Thời Độ, người dẫn chương trình và thẻ câu hỏi cũng có vấn đề à? Bên trong hậu trường của chương trình lập tức liên lạc với MC, trong kịch bản đâu có cảnh Bùi Doãn ca phải lên sân khấu đâu. Lời này đã bị Bùi Doãn ca nghe thấy, trong lòng cô đã biết có người đang cố ý nhắm vào mình. Bùi Doãn ca định tìm cách ứng phó thì đã nghe tiếng ồn ào, trời ơi là ai vậy? Hoắc Thời Độ đi lên hướng khán đài, gương mặt anh tuấn, đôi chân dài trên 1m8, bộ dáng giống như tổng tài bước ra từ tiểu thuyết hiến cho các fan ở dưới hú hét, đẹp trai quá má ơi, hu hu hu, tôi cho rằng là bá tổng đang tiến vào hiện thực. Nam MC sửng sốt một chút, thấy rõ nam nhân trước mặt cũng không đơn giản, anh ta mở miệng thử dò xét nói, ngài là, fan hâm mộ sao? Hoắc Thời Độ ánh mắt liếc nhìn qua hắn, cuối cùng lại rơi vào trên người Bùi Doãn ca, rồi đi đến bên cạnh cô, giọng trầm thấp vang lên, ừ, tôi đang theo đuổi cô gái này. Fan Bùi Doãn ca đúng không? Vậy mời quý vị khán giả này rút một tấm thẻ để đặt câu hỏi cho Bùi Doãn ca nha. Hoắc Thời Độ đưa tay rút một tấm thẻ, nhưng nhìn thấy nội dung bên trong tờ giấy, ánh mắt anh trầm lại, dưới đài người xem cũng không phát giác, nội dung câu hỏi rất hà khắc, đây là cố ý nhắm vào tiểu cô nương nhà anh. Mục đích rõ ràng là muốn bêu xấu cô, anh biết rằng tổ chương trình sẽ không đưa ra những loại câu hỏi như thế này, Hoắc Thời Độ ung dung đem tờ giấy một lần nữa xếp lại, ánh mắt một khắc không rời Doãn ca nói, câu hỏi dành cho Bùi tiểu thư là, mẫu người đàn ông mà em thích là gì, em có thích anh không? Lời vừa mới nói xong, dưới sân khấu mọi người cũng nhịn không được kích động thét lên tiếng, anh trai thiệt là biết nói chuyện quá đi, lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông tuyệt vời như vậy đấy. Tần Hữu Kiều bên dưới tức giận nghĩ, vị Hoắc gia làm sao sẽ tới nơi này, vì Bùi Doãn ca còn không ngại lên sân khấu, bị người khác nghị luận. Mấy hôm sau, trên mạng lan truyền thông tin về diễn viên Vân Nặc, nữ minh tinh Vân Nặc dựa vào gia thế bắt nạt học đường, còn tạo bằng cấp giả, sự nghiệp của cô gần như đổ bể vì tai tiếng. Cô không cách nào gỡ những thông tin đó, cả công ty quản lý cũng không xử lý được, cách duy nhất là gọi về cầu xin ba mình giúp đỡ, nhưng mà ba cô cho biết, công ty đã xảy ra chuyện, em trai cô hiện tại đã bị cảnh sát dẫn đi. Vân gia đột nhiên bị điều tra, ông còn đang nghĩ cách giải quyết, bảo cô đừng gây thêm rắc rối nữa. Vân Đặc run sợ đánh rơi cả điện thoại, cô không dám tưởng tượng, người kia vì Bùi Doãn ca mà làm việc tuyệt tình như vậy, ngay cả Vân gia cũng không chịu buông tha. Nghĩ tới đây, Vân Đặc cắn răng điện thoại cho Tàng Húc. Tàng Húc hiển nhiên biết sớm muộn gì cô cũng tìm tới anh. Vân tiểu thư, có chuyện gì sao? Vân Đặc thanh âm đều đang phát run, chuyện nhà tôi. Là Độ gia làm đúng không? Tàng Húc không trả lời, ngược lại cười nói, chuyện của Bùi tiểu thư, là cô làm sao? Vân Nặc hốc mắt đỏ lên, lớn tiếng nói, chính vì Bùi Doãn ca mà các người phải làm đến mức này hả? Việc này là Bùi Doãn ca nói cho Độ gia là tôi làm đúng không? Bùi tiểu thư không cần nói, Độ gia sẽ tra ra được mà, tất cả những người động tâm tư với Bùi tiểu thư cũng đều không thoát được, vì Bùi tiểu thư là người trong lòng Độ gia mà. Hôm nay, Doãn ca nhận được tin nhắn của Độ gia, anh bảo có việc sẽ xuất ngoại mấy hôm. Bùi Doãn ca hỏi Tăng trợ lý có đi cùng anh qua nước giờ không? Tăng trợ lý sẵn dịp chọc ghẹo cô, có, lần nào Độ gia đi công tác đều đưa tôi theo cả, phụ nữ nước giờ không biết dè dặt như ở nước chúng ta. Nên Bùi tiểu thư khi nào rảnh nhớ gọi điện cho Độ gia nha, gọi thiệt nhiều lên. Tăng Húc không biết vô tình hay cố ý, nhưng lại len lén dò xét biểu cảm của Bùi Doãn ca. Trở lại phòng ngủ, Bùi Doãn ca bất giác cầm điện thoại lên, cũng chưa thấy Hoắc Thời Độ điện thoại cho mình, buổi tối chẳng lẽ anh lại bận rộn như vậy? Đột nhiên cô lại nghĩ tới lời Tăng Húc nói, phụ nữ nước giờ không biết dè dặt, huống chi nam nhân này vốn rất đào hoa. Cô liền điện thoại cho anh, đại khái là qua 1-2 phút, đối phương mới nghe máy. Sao vậy?
Doãn Doãn, anh đang bận hả? Nam nhân trầm mặc chốc lát, lại cười nhẹ nói, không bận lắm, vậy anh có thể video call với em được không? Đối phương tưởng hồ im lặng chốc lát, sau đó ngữ khí thở ơ nói, được chứ, chờ anh 2 phút nha, tại sao phải chờ? Ngay liền bây giờ không được sao? Hay là đang, làm gì mà giống như đang hờn dỗi vậy? Không bao lâu, Hoắc Thời Độ liền gửi lời mời video call cho Doãn ca, cô nhanh chóng đồng ý. Doãn Doãn nói đúng rồi đó, hiện tại anh đang như vậy nè, Bùi Doãn ca nhìn thấy tóc anh còn ướt nhẹp, còn ở trần, thân hình rắn chắc, còn khoe cơ bụng 8 múi, thật là muốn mạng mà, cho nên Hoắc Thời Độ nói chờ 2 phút là để thay quần áo sao. Bầu không khí còn đang lúng túng, Bùi Doãn ca mặt đỏ bừng mở miệng nói, ờ, thì, chừng nào anh trở về, mà anh đi mặc quần áo vào trước đi cái đã, tầm một tuần, có nhớ anh không, coi cái bả mông của ông kìa, bộ không biết né cái màn hình ra hả trời, anh nhớ em nhiều lắm. Lời này nói ra, khiến trái tim Bùi Doãn ca bấn loạn, cô đỏ mặt tía tai, thấy anh chuẩn bị thay y phục, Doãn ca liền vội vã nói em cúp máy trước đây,